có kho báu Queen tỷ phú thật sao? Nếu có thật nhiều tiền, mình sẽ thực hiện được ước mơ chinh phục vũ trụ của mình. Còn em sẽ mang thật nhiều ba lì xì Queen đến cho mọi người trong tết này. Bằng mọi cách phải lấy được kho báu trước chúng. Nhận ngay một bao lì xì 100% trúng thưởng khi mua một thùng sữa túi Queen tỷ phú. Tết Queen tỷ phú trao tỷ nụ cười, nhận tỷ niềm vui. Ngày mai các con sẽ nghỉ Tết. Thầy chúc các con ăn Tết thật vui cùng gia đình nha. Thầy có lì xì cho các con nè. Tụi con yêu thầy. Thầy cũng lo các con ăn Tết lâu quá sẽ quên bài vở, nên thầy đã soạn bài tập về nhà cho các con rồi. Dạ, trước khi nghỉ Tết, tụi con cũng có quà tặng cho thầy. Cảm ơn thầy đã luôn kiên nhẫn dạy dỗ cho tụi con. Sữa Queen trái cây tăng cường miễn dịch giúp cho thầy ăn một cái Tết khỏe mạnh nè. Thầy cảm ơn nha. Thầy mở ra đi thầy. Wow, lì xì. Ê, Tết này á, bạn tính làm gì? Mình sẽ về quê, quê mình ở Tây, Tây Hồ, Hà Nội á. Tưởng gì, còn mình á, mình sẽ đi chơi ở Mỹ, Mỹ Tho đó. Ôi da. Ủa, Siêu Lì, mình xin lỗi, mình không nhìn thấy cậu. Không sao đâu mà, Tết cậu sẽ làm gì hả Chớp Chớp? Tết này mình phụ ba mẹ chuẩn bị quà Tết để tri ân cho những người đã giúp đỡ cho gia đình mình trong một năm qua. Đây là truyền thống của gia đình mình. Nghe vui quá, nhưng sao cậu có vẻ trầm tư vậy? Năm nào cũng nhận lì xì từ ba mẹ, năm nay mình cũng muốn thử lì xì lại cho ba mẹ để cho ba mẹ vui. Nhưng sao mà khó quá, làm quà thủ công thì mình lại không khéo tay, còn mua quà thì mình lại không đủ tiền. Vậy cậu có muốn đi tìm kho báu với mình không? Game mới hả? Mình bận lắm, làm gì có thời gian mà chơi game. Không phải game, là kho báu thật đó. Hả? Thiệt hả? Là kho báu Queen tỷ phú. Mình không tin đâu, kho báu làm gì có thật kia chứ. Thật mà, cách đây không lâu, trong lúc đang nghiên cứu trên máy tính, mình nhận được một tin nhắn bí ẩn. Đó là một mật mã. Giải được mật mã, mình tìm được một tọa độ. Lần theo tọa độ đó, mình tìm được một cái hộp. Bên trong là mảnh bản đồ này. Mình tin kho báu này là có thật. Nhưng mà khi không ai lại đi gửi kho báu cho cậu hả? Vì mình thông minh chứ gì nữa. Mình nghĩ đây là thử thách từ mẹ mình. Vì hồi nhỏ mỗi lần mẹ bận nghiên cứu, lúc nào cũng bày trò tìm kho báu. Tết sắp tới rồi, mẹ lại bận không có thời gian chơi với mình đây mà. Mà mình thấy ý tưởng của cậu hay đó. Tìm được kho báu, mình cũng sẽ lì xì cho mẹ mình. Chắc mẹ mình sẽ vui lắm đây. Cậu đi tìm kho báu tỷ phú với mình đi. Nếu có nhiều tiền thì mua gì cũng được. Lỡ kho báu không phải tiền thì sao? Cậu nhìn đi, kho báu Queen tỷ phú. Không có tiền thì gọi là tỷ phú làm gì? Thôi được rồi, mình chỉ tham gia nếu như cậu hứa với mình một chuyện. Nếu tìm được kho báu, mình muốn tạo ra thật nhiều lì xì Queen và chia sẻ với mọi người. Ẩn chứa trong mỗi thùng sữa Queen tỷ phú là một bao lì xì 100% trúng thưởng với tiền mặt mệnh giá lên đến 500.000 đồng hoặc thẻ cào may mắn trúng quà bên trong. Bao lì xì Queen có năng lực may mắn, cầu chúc tài lộc, niềm vui cho mọi người nhận được bao lì xì Queen. Thôi được, mình sẽ giữ một ít cho ước mơ du lịch vũ trụ của mình. Nhất trí. Để mình rủ tám tuốt rồi ngày mai gặp lại cậu nha. Nhận ngay một bao lì xì 100% trúng thưởng khi mua một thùng sữa túi Queen tỷ phú. Tết Queen tỷ phú trao tỷ nụ cười, nhận tỷ niềm vui.